Sáng 31 tháng 1, Đảng ủy xã Kim Nỗ tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trao hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên đủ điều kiện. Tới dự có đồng chí Đào Duy Tùng, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh. Trong đợt này, xã Kim Nỗ có 12 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí. Tại buổi lễ, đồng chí Đào Duy Tùng, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đóng góp cho chi bộ, đảng bộ cùng cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.